mà chúng ta thấy là những con thuyền này nó vừa có cái tính cách là chở khách du du lịch đi chơi, nhưng mà nó cũng có mang một vài cái nét đẹp, cái nét độc đáo, chứ không phải là nó chỉ có mỗi công dụng là đi thuyền, là đi đi biển, đi ở dưới sông không. Nó mang một cái mỗi công dụng trang trí cho cái thành phố, nó phải có một cái nét mỹ thuật của nó. Và bắt đầu chúng ta vẽ đến cái cột buồm của những cái thuyền này. Càng về phía xa thì những cái cột buồm này nó nhỏ, nhìn không có thấy rõ, chỉ thấy những cái đường thẳng nó đi lên như thế thôi. Những cột này không có hẳn là tất cả nó đều là cột buồm, có những cái cột nó là những cái cọc để mà neo cái tàu lại cho cái tàu nó không có trôi ra. Nhìn từ đằng xa thì chúng ta không có biết rõ là cái nào nó là cột buồm, cái nào nó là cột neo. Một vài cái dây buồm nó xuống như thế. Bởi vì chúng ta vẽ một vài người lố nhố đang ngồi ở trên trên thuyền. Chúng ta cho tiếp một vài cái cửa sổ ở cái tòa nhà phía xa này. Ta cho thêm một số những người đứng lố nhố ở bên đường nữa. Rồi chúng ta lại cho thêm một cái ô, một cái dù. Hồi nãy cho được một cái, cho thêm một cái nữa. Rồi chúng ta cho thêm một vài cái bóng, nó in cái bóng nắng á, nó in xuống dưới đất. Rồi bây giờ chúng ta tô đậm cái bờ hè xi măng của cái bến tàu này cho nó đậm vào. Và chúng ta cho những cái đợt sóng lăn tăn.
Ở về phía trên chúng ta cho cái đợt sóng đó nó nhạt đi. Ta chấm vào một vài cái điểm đậm như thế này, rồi chúng ta sẽ dùng cái bút Blending Brush để mà trộn cho nó đều ra. Như vậy là bức tranh của chúng ta cũng đã gần xong rồi. Nó chỉ còn một vài nét chấm phá nữa. Và đánh cho những cái đường nào hồi nãy chúng ta vẽ mà nó thô quá. Ta làm cho nó smooth ra một chút là được. Những cái thuyền ở phía xa này, quý vị để ý là chúng ta không có vẽ bóng của nó nhiều. Nó xa quá, do đó cái bóng của nó không có hắt xuống được. Chỉ có những cái thuyền ở gần thì cái bóng của nó mới rõ rệt. Rồi vì chúng ta cho những cái sóng màu nhạt một vài cái sóng màu nhạt đi vào như thế này. Đó. Và cho thêm một chút chi tiết nữa là phía xa xa có những con chim, có những con chim nó bay lượn. Bởi vì nó là bờ biển mà, chúng ta để ý mà cảnh bờ biển đó, từ bao giờ cũng có những con hải âu nó bay như thế. Đôi khi nó chỉ là một cái chấm ở trên cái nền thôi là nó đã ra một con chim rồi. Đó, tức là bức tranh của chúng ta đã khá hoàn thành rồi. Vì vẫn cứ muốn cho vào một vài cái highlight và cái con tàu, con thuyền này một chút. Và chúng ta chỉ còn cái việc ký tên nữa thôi. Đó, thế là cái bức tranh mà diễn tả một cái bờ sông của một cái thành phố nào đó ở Âu Châu, có một cái tòa tháp, có lẽ là một ngôi giáo đường, cùng với một số những cái thuyền, có cái thì đang bơi, có cái thì đang đi ở trên sông, có cái thì đang chờ khách đến. Cái khung cảnh này là một trong những khung cảnh quen thuộc nhất
ở trong những bức tranh của sơn dầu, của màu nước, của nền hội họa Âu Châu. Chương trình nghệ thuật hội họa với Nguyễn Đức Cường đến đây xin được tạm ngưng. Nguyễn Đức Cường, Huỳnh Quốc Văn và VN Media Corporation xin được trân trọng gửi lời chào tạm biệt đến với quý vị. Xin hẹn tái ngộ trong chương trình kỳ tới.